Chào mọi người, hôm nay mình sẽ lên và giới thiệu cho mọi người một dòng sản phẩm, đó là bộ đàm Kenwood TK3407 Plus. Em này có được trang bị loa công suất lớn vừa đủ, giúp bạn luôn rõ cuộc tần thoại ngay cả trong môi trường làm việc có nhiều tiếng ồn. Tự nhận cuộc gọi cho phép bạn trả lời ngay khi có cuộc gọi đến mà không cần phải tìm kiếm mà thay đổi liên lạc. Em này có khả năng đàm thoại trong suốt 24 tiếng đồng hồ, thời gian chờ lên tới 24 tiếng với cự ly liên lạc ở điều kiện tối ưu nhất là 3 km. Em này là dòng sản phẩm tốt nhất trong tầm giá 500.000. Em này có giá là 535.000 và đã có mặt tại TikTok Shop. Power on. Em này phù hợp cả trong hoạt động liên lạc trong và ngoài trời, trong cả điều kiện mưa nắng khắc nghiệt như ở Việt Nam. Em này là dòng sản phẩm dựa trên công nghệ thiết kế sản xuất tiên tiến nhất, nên nó đáp ứng mọi điều kiện làm việc khắt khe, nhờ hoàn toàn thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật quân sự Mỹ và tiêu chuẩn quốc tế chống bụi chuẩn IP54 và 55. Em này có sử dụng công nghệ mã hóa tín hiệu, giúp giảm nhiễu rất là nhiều đấy. Em này có 16 kênh tần số. Ngoài ra, em này còn được trang bị một viên pin rất là lớn, là khoảng 3.300 mAh, nên có thể sử dụng trong thời gian rất là dài. Sản phẩm đã có mặt tại TikTok Shop. Nếu yêu thích, mọi người hãy ấn vào TikTok Shop để tham khảo sản phẩm ạ. Cảm ơn, chào mọi người.